Bạch Thế Tôn, có phải ngay tánh chẳng trác thật, tánh chẳng tự tại, rỗng không, chẳng phải có của năm loại mắt có thể hành bát nhã ba la mật đa chăng? Không thiện hiện. Bạch Thế Tôn, có phải lìa tánh chẳng trác thật, tánh chẳng tự tại, rỗng không, chẳng phải có của năm loại mắt có thể hành bát nhã ba la mật đa chăng? Không thiện hiện. Bạch Thế Tôn, có phải ngay tánh chẳng trác thật, tánh chẳng tự tại, rỗng không, chẳng phải có của sáu phép thần thông, có thể hành bát nhã ba la mật đa chăng? Không thiện hiện. Bạch Thế Tôn, có phải lìa tánh chẳng trác thật, tánh chẳng tự tại, rỗng không, chẳng phải có của sáu phép thần thông, có thể hành bát nhã ba la mật đa chăng? Không thiện hiện. Bạch Thế Tôn, có phải ngay tánh chẳng trác thật, tánh chẳng tự tại, rỗng không, chẳng phải có của mười lực Phật có thể hành bát nhã ba la mật đa chăng? Không thiện hiện. Bạch Thế Tôn, có phải lìa tánh chẳng trác thật, tánh chẳng tự tại, rỗng không, chẳng phải có của mười lực Phật có thể hành bát nhã ba la mật đa chăng? Không thiện hiện. Bạch Thế Tôn, có phải ngay tánh chẳng trác thật, tánh chẳng tự tại, rỗng không, chẳng phải có của bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, 18 pháp Phật bất cộng, có thể hành bát nhã ba la mật đa chăng? Không thiện hiện. Bạch Thế Tôn, có phải lìa tánh chẳng trác thật, tánh chẳng tự tại, rỗng không, chẳng phải có của bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, 18 pháp Phật bất cộng, có thể hành bát nhã ba la mật đa chăng? Không thiện hiện. Bạch Thế Tôn, có phải ngay tánh chẳng trác thật, tánh chẳng tự tại, rỗng không, chẳng phải có của pháp không quên mất, có thể hành bát nhã ba la mật đa chăng? Không thiện hiện. Bạch Thế Tôn, có phải lìa tánh chẳng trác thật, tánh chẳng tự tại, rỗng không, chẳng phải có của pháp không quên mất, có thể hành bát nhã ba la mật đa chăng? Không thiện hiện. Bạch Thế Tôn, có phải ngay tánh chẳng trác thật, tánh chẳng tự tại, rỗng không, chẳng phải có của tánh luôn luôn xả, có thể hành bát nhã ba la mật đa chăng? Không thiện hiện. Bạch Thế Tôn, có phải lìa tánh chẳng trác thật, tánh chẳng tự tại, rỗng không, chẳng phải có của tánh luôn luôn xả, có thể hành bát nhã ba la mật đa chăng? Không thiện hiện. Bạch Thế Tôn, có phải ngay tánh chẳng trác thật, tánh chẳng tự tại, rỗng không, chẳng phải có của trí nhất thiết, có thể hành bát nhã ba la mật đa chăng? Không thiện hiện. Bạch Thế Tôn, có phải lìa tánh chẳng trác thật, tánh chẳng tự tại, rỗng không, chẳng phải có của trí nhất thiết, có thể hành bát nhã ba la mật đa chăng? Không thiện hiện. Bạch Thế Tôn, có phải ngay tánh chẳng trác thật, tánh chẳng tự tại, rỗng không, chẳng phải có của trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng, có thể hành bát nhã ba la mật đa chăng? Không thiện hiện. Bạch Thế Tôn, có phải lìa tánh chẳng trác thật, tánh chẳng tự tại, rỗng không, chẳng phải có của trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng, có thể hành bát nhã ba la mật đa chăng? Không thiện hiện. Bạch Thế Tôn, có phải ngay tánh chẳng trác thật, tánh chẳng tự tại, rỗng không, chẳng phải có của tất cả pháp môn Đà La Ni, có thể hành bát nhã ba la mật đa chăng? Không thiện hiện. Bạch Thế Tôn, có phải lìa tánh chẳng trác thật, tánh chẳng tự tại, rỗng không, chẳng phải có của tất cả pháp môn Đà La Ni, có thể hành bát nhã ba la mật đa chăng? Không thiện hiện. Bạch Thế Tôn, có phải ngay tánh chẳng trác thật, tánh chẳng tự tại, rỗng không, chẳng phải có của tất cả pháp môn Tam Ma Địa, có thể hành bát nhã ba la mật đa chăng? Không thiện hiện. Bạch Thế Tôn, có phải lìa tánh chẳng trác thật, tánh chẳng tự tại, rỗng không, chẳng phải có của tất cả pháp môn Tam Ma Địa, có thể hành bát nhã ba la mật đa chăng? Không thiện hiện. Bạch Thế Tôn, có phải ngay tánh chẳng trác thật, tánh chẳng tự tại, rỗng không, chẳng phải có của quả dự lưu, có thể hành bát nhã ba la mật đa chăng? Không thiện hiện. Bạch Thế Tôn, có phải lìa tánh chẳng trác thật, tánh chẳng tự tại, rỗng không, chẳng phải có của quả dự lưu, có thể hành bát nhã ba la mật đa chăng? Không thiện hiện. Bạch Thế Tôn, có phải ngay tánh chẳng trác thật, tánh chẳng tự tại, rỗng không, chẳng phải có của quả Nhất Lai Bất Hoàn A La Hán, có thể hành bát nhã ba la mật đa chăng? Không thiện hiện. Bạch Thế Tôn, có phải lìa tánh chẳng trác thật, tánh chẳng tự tại, rỗng không, chẳng phải có của quả Nhất Lai Bất Hoàn A La Hán, có thể hành bát nhã ba la mật đa chăng? Không thiện hiện. Bạch Thế Tôn, có phải ngay tánh chẳng trác thật, tánh chẳng tự tại, rỗng không, chẳng phải có của quả vị độc giác, có thể hành bát nhã ba la mật đa chăng? Không thiện hiện. Bạch Thế Tôn, có phải lìa tánh chẳng trác thật, tánh chẳng tự tại, rỗng không, chẳng phải có của quả vị độc giác, có thể hành bát nhã ba la mật đa chăng? Không thiện hiện. Bạch Thế Tôn, có phải ngay tánh chẳng trác thật,
tánh chẳng tự tại, rỗng không chẳng phải có của tất cả hành đại Bồ Tát, có thể hành bát nhã ba la mật đa chăng? Không thiện hiện. Bạch Thế Tôn, có phải lìa tánh chẳng chắc thật, tánh chẳng tự tại, rỗng không chẳng phải có của tất cả hành đại Bồ Tát, có thể hành bát nhã ba la mật đa chăng? Không thiện hiện. Bạch Thế Tôn, có phải ngay tánh chẳng chắc thật, tánh chẳng tự tại, rỗng không chẳng phải có của quả vị giác ngộ cao tột của chư Phật, có thể hành bát nhã ba la mật đa chăng? Không thiện hiện. Bạch Thế Tôn, có phải lìa tánh chẳng chắc thật, tánh chẳng tự tại, rỗng không chẳng phải có của quả vị giác ngộ cao tột của chư Phật, có thể hành bát nhã ba la mật đa chăng? Không thiện hiện. Bạch Thế Tôn, có phải ngay chân như pháp giới, pháp tánh, tánh chẳng hư vọng, tánh chẳng đổi khác, tánh bình đẳng, tánh ly sanh, pháp định, pháp trụ, thật tế, cảnh giới hư không, cảnh giới bất tư nghỉ của sắc, có thể hành bát nhã ba la mật đa chăng? Không thiện hiện. Bạch Thế Tôn, có phải lìa chân như pháp giới, pháp tánh, tánh chẳng hư vọng, tánh chẳng đổi khác, tánh bình đẳng, tánh ly sanh, pháp định, pháp trụ, thật tế, cảnh giới hư không, cảnh giới bất tư nghỉ của sắc, có thể hành bát nhã ba la mật đa chăng? Không thiện hiện. Bạch Thế Tôn, có phải ngay chân như pháp giới, pháp tánh, tánh chẳng hư vọng, tánh chẳng đổi khác, tánh bình đẳng, tánh ly sanh, pháp định, pháp trụ, thật tế, cảnh giới hư không, cảnh giới bất tư nghỉ của thọ tưởng hành thức, có thể hành bát nhã ba la mật đa chăng? Không thiện hiện. Bạch Thế Tôn, có phải lìa chân như pháp giới, pháp tánh, tánh chẳng hư vọng, tánh chẳng đổi khác, tánh bình đẳng, tánh ly sanh, pháp định, pháp trụ, thật tế, cảnh giới hư không, cảnh giới bất tư nghỉ của thọ tưởng hành thức, có thể hành bát nhã ba la mật đa chăng? Không thiện hiện. Bạch Thế Tôn, có phải ngay chân như pháp giới, pháp tánh, tánh chẳng hư vọng, tánh chẳng đổi khác, tánh bình đẳng, tánh ly sanh, pháp định, pháp trụ, thật tế, cảnh giới hư không, cảnh giới bất tư nghỉ của nhãn xứ, có thể hành bát nhã ba la mật đa chăng? Không thiện hiện. Bạch Thế Tôn, có phải lìa chân như pháp giới, pháp tánh, tánh chẳng hư vọng, tánh chẳng đổi khác, tánh bình đẳng, tánh ly sanh, pháp định, pháp trụ, thật tế, cảnh giới hư không, cảnh giới bất tư nghỉ của nhãn xứ, có thể hành bát nhã ba la mật đa chăng? Không thiện hiện. Bạch Thế Tôn, có phải ngay chân như pháp giới, pháp tánh, tánh chẳng hư vọng, tánh chẳng đổi khác, tánh bình đẳng, tánh ly sanh, pháp định, pháp trụ, thật tế, cảnh giới hư không, cảnh giới bất tư nghỉ của nhĩ tĩ thể thân ý xứ, có thể hành bát nhã ba la mật đa chăng? Không thiện hiện. Bạch Thế Tôn, có phải lìa chân như pháp giới, pháp tánh, tánh chẳng hư vọng, tánh chẳng đổi khác, tánh bình đẳng, tánh ly sanh, pháp định, pháp trụ, thật tế, cảnh giới hư không, cảnh giới bất tư nghỉ của nhĩ tĩ thể thân ý xứ, có thể hành bát nhã ba la mật đa chăng? Không thiện hiện. Bạch Thế Tôn, có phải ngay chân như pháp giới, pháp tánh, tánh chẳng hư vọng, tánh chẳng đổi khác, tánh bình đẳng, tánh ly sanh, pháp định, pháp trụ, thật tế, cảnh giới hư không, cảnh giới bất tư nghỉ của sắc xứ, có thể hành bát nhã ba la mật đa chăng? Không thiện hiện. Bạch Thế Tôn, có phải lìa chân như pháp giới, pháp tánh, tánh chẳng hư vọng, tánh chẳng đổi khác, tánh bình đẳng, tánh ly sanh, pháp định, pháp trụ, thật tế, cảnh giới hư không, cảnh giới bất tư nghỉ của sắc xứ, có thể hành bát nhã ba la mật đa chăng? Không thiện hiện. Bạch Thế Tôn, có phải ngay chân như pháp giới, pháp tánh, tánh chẳng hư vọng, tánh chẳng đổi khác, tánh bình đẳng, tánh ly sanh, pháp định, pháp trụ, thật tế, cảnh giới hư không, cảnh giới bất tư nghỉ của thanh hương vị xúc pháp xứ, có thể hành bát nhã ba la mật đa chăng? Không thiện hiện. Bạch Thế Tôn, có phải lìa chân như pháp giới, pháp tánh, tánh chẳng hư vọng, tánh chẳng đổi khác, tánh bình đẳng, tánh ly sanh, pháp định, pháp trụ, thật tế, cảnh giới hư không, cảnh giới bất tư nghỉ của thanh hương vị xúc pháp xứ, có thể hành bát nhã ba la mật đa chăng? Không thiện hiện. Bạch Thế Tôn, có phải ngay chân như pháp giới, pháp tánh, tánh chẳng hư vọng, tánh chẳng đổi khác, tánh bình đẳng, tánh ly sanh, pháp định, pháp trụ, thật tế, cảnh giới hư không, cảnh giới bất tư nghỉ của nhãn giới, có thể hành bát nhã ba la mật đa chăng? Không thiện hiện. Bạch Thế Tôn, có phải lìa chân như pháp giới, pháp tánh, tánh chẳng hư vọng, tánh chẳng đổi khác, tánh bình đẳng, tánh ly sanh, pháp định, pháp trụ, thật tế, cảnh giới hư không, cảnh giới bất tư nghỉ của nhãn giới, có thể hành bát nhã ba la mật đa chăng? Không thiện hiện. Bạch Thế Tôn, có phải ngay chân như pháp giới, pháp tánh, tánh chẳng hư vọng, tánh chẳng đổi khác, tánh bình đẳng, tánh ly sanh, pháp định, pháp trụ, thật tế, cảnh giới hư không, cảnh giới bất tư nghỉ
của nhĩ tĩ thể thân ý giới có thể hành bát nhã ba la mật đa chăng, không thiện hiện. Bạch Thế Tôn, có phải lìa chân như pháp giới, pháp tánh, tánh chẳng hư vọng, tánh chẳng đổi khác, tánh bình đẳng, tánh ly sanh, pháp định, pháp trụ, thật tế, cảnh giới hư không, cảnh giới bất tư nghì của nhĩ tĩ thể thân ý giới có thể hành bát nhã ba la mật đa chăng, không thiện hiện. Bạch Thế Tôn, có phải ngay chân như pháp giới, pháp tánh, tánh chẳng hư vọng, tánh chẳng đổi khác, tánh bình đẳng, tánh ly sanh, pháp định, pháp trụ, thật tế, cảnh giới hư không, cảnh giới bất tư nghì của sắc giới, có thể hành bát nhã ba la mật đa chăng, không thiện hiện. Bạch Thế Tôn, có phải lìa chân như pháp giới, pháp tánh, tánh chẳng hư vọng, tánh chẳng đổi khác, tánh bình đẳng, tánh ly sanh, pháp định, pháp trụ, thật tế, cảnh giới hư không, cảnh giới bất tư nghì của sắc giới, có thể hành bát nhã ba la mật đa chăng, không thiện hiện. Bạch Thế Tôn, có phải ngay chân như pháp giới, pháp tánh, tánh chẳng hư vọng, tánh chẳng đổi khác, tánh bình đẳng, tánh ly sanh, pháp định, pháp trụ, thật tế, cảnh giới hư không, cảnh giới bất tư nghì của thanh hương vị xúc pháp giới, có thể hành bát nhã ba la mật đa chăng, không thiện hiện. Bạch Thế Tôn, có phải lìa chân như pháp giới, pháp tánh, tánh chẳng hư vọng, tánh chẳng đổi khác, tánh bình đẳng, tánh ly sanh, pháp định, pháp trụ, thật tế, cảnh giới hư không, cảnh giới bất tư nghì của thanh hương vị xúc pháp giới, có thể hành bát nhã ba la mật đa chăng, không thiện hiện. Bạch Thế Tôn, có phải ngay chân như pháp giới, pháp tánh, tánh chẳng hư vọng, tánh chẳng đổi khác, tánh bình đẳng, tánh ly sanh, pháp định, pháp trụ, thật tế, cảnh giới hư không, cảnh giới bất tư nghì của nhãn thức giới, có thể hành bát nhã ba la mật đa chăng, không thiện hiện. Bạch Thế Tôn, có phải lìa chân như pháp giới, pháp tánh, tánh chẳng hư vọng, tánh chẳng đổi khác, tánh bình đẳng, tánh ly sanh, pháp định, pháp trụ, thật tế, cảnh giới hư không, cảnh giới bất tư nghì của nhãn thức giới, có thể hành bát nhã ba la mật đa chăng, không thiện hiện. Bạch Thế Tôn, có phải ngay chân như pháp giới, pháp tánh, tánh chẳng hư vọng, tánh chẳng đổi khác, tánh bình đẳng, tánh ly sanh, pháp định, pháp trụ, thật tế, cảnh giới hư không, cảnh giới bất tư nghì của nhĩ tĩ thể thân ý thức giới, có thể hành bát nhã ba la mật đa chăng, không thiện hiện. Bạch Thế Tôn, có phải lìa chân như pháp giới, pháp tánh, tánh chẳng hư vọng, tánh chẳng đổi khác, tánh bình đẳng, tánh ly sanh, pháp định, pháp trụ, thật tế, cảnh giới hư không, cảnh giới bất tư nghì của nhĩ tĩ thể thân ý thức giới, có thể hành bát nhã ba la mật đa chăng, không thiện hiện. Bạch Thế Tôn, có phải ngay chân như pháp giới, pháp tánh, tánh chẳng hư vọng, tánh chẳng đổi khác, tánh bình đẳng, tánh ly sanh, pháp định, pháp trụ, thật tế, cảnh giới hư không, cảnh giới bất tư nghỉ của nhãn xúc, có thể hành bát nhã ba la mật đa chăng, không thiện hiện. Bạch Thế Tôn, có phải lìa chân như pháp giới, pháp tánh, tánh chẳng hư vọng, tánh chẳng đổi khác, tánh bình đẳng, tánh ly sanh, pháp định, pháp trụ, thật tế, cảnh giới hư không, cảnh giới bất tư nghì của nhãn xúc, có thể hành bát nhã ba la mật đa chăng, không thiện hiện. Bạch Thế Tôn, có phải ngay chân như pháp giới, pháp tánh, tánh chẳng hư vọng, tánh chẳng đổi khác, tánh bình đẳng, tánh ly sanh, pháp định, pháp trụ, thật tế, cảnh giới hư không, cảnh giới bất tư nghì của nhĩ tĩ thể thân ý xúc, có thể hành bát nhã ba la mật đa chăng, không thiện hiện. Bạch Thế Tôn, có phải lìa chân như pháp giới, pháp tánh, tánh chẳng hư vọng, tánh chẳng đổi khác, tánh bình đẳng, tánh ly sanh, pháp định, pháp trụ, thật tế, cảnh giới hư không, cảnh giới bất tư nghì của nhĩ tĩ thể thân ý xúc, có thể hành bát nhã ba la mật đa chăng, không thiện hiện. Bạch Thế Tôn, có phải ngay chân như pháp giới, pháp tánh, tánh chẳng hư vọng, tánh chẳng đổi khác, tánh bình đẳng, tánh ly sanh, pháp định, pháp trụ, thật tế, cảnh giới hư không, cảnh giới bất tư nghì của các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra, có thể hành bát nhã ba la mật đa chăng, không thiện hiện. Bạch Thế Tôn, có phải lìa chân như pháp giới, pháp tánh, tánh chẳng hư vọng, tánh chẳng đổi khác, tánh bình đẳng, tánh ly sanh, pháp định, pháp trụ, thật tế, cảnh giới hư không, cảnh giới bất tư nghì của các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra, có thể hành bát nhã ba la mật đa chăng, không thiện hiện. Bạch Thế Tôn, có phải ngay chân như pháp giới, pháp tánh, tánh chẳng hư vọng, tánh chẳng đổi khác, tánh bình đẳng, tánh ly sanh, pháp định, pháp trụ, thật tế, cảnh giới hư không, cảnh giới bất tư nghì của các thọ do nhĩ tĩ thể thân ý xúc làm duyên sanh ra, có thể hành bát nhã ba la mật đa chăng, không thiện hiện.
Bạch Thế Tôn, có phải lìa chân như pháp giới, pháp tánh, tánh chẳng hư vọng, tánh chẳng đổi khác, tánh bình đẳng, tánh ly sanh, pháp định, pháp trụ, thật tế, cảnh giới hư không, cảnh giới bất tư nghỉ, của các thọ do nhĩ tĩ thiệt thân ý xúc làm duyên sanh ra, có thể hành bát nhã ba la mật tha chăng, không thiện hiện. Bạch Thế Tôn, có phải ngay chân như pháp giới, pháp tánh, tánh chẳng hư vọng, tánh chẳng đổi khác, tánh bình đẳng, tánh ly sanh, pháp định, pháp trụ, thật tế, cảnh giới hư không, cảnh giới bất tư nghỉ, của địa giới có thể hành bát nhã ba la mật đa chăng, không thiện hiện. Bạch Thế Tôn, có phải lìa chân như pháp giới, pháp tánh, tánh chẳng hư vọng, tánh chẳng đổi khác, tánh bình đẳng, tánh ly sanh, pháp định, pháp trụ, thật tế, cảnh giới hư không, cảnh giới bất tư nghỉ, của địa giới có thể hành bát nhã ba la mật đa chăng, không thiện hiện. Bạch Thế Tôn, có phải ngay chân như pháp giới, pháp tánh, tánh chẳng hư vọng, tánh chẳng đổi khác, tánh bình đẳng, tánh ly sanh, pháp định, pháp trụ, thật tế, cảnh giới hư không, cảnh giới bất tư nghỉ, của thủy hỏa không không thức giới, có thể hành bát nhã ba la mật đa chăng, không thiện hiện. Bạch Thế Tôn, có phải lìa chân như pháp giới, pháp tánh, tánh chẳng hư vọng, tánh chẳng đổi khác, tánh bình đẳng, tánh ly sanh, pháp định, pháp trụ, thật tế, cảnh giới hư không, cảnh giới bất tư nghỉ, của thủy hỏa phong không thức giới, có thể hành bát nhã ba la mật đa chăng, không thiện hiện. Bạch Thế Tôn, có phải ngay chân như pháp giới, pháp tánh, tánh chẳng hư vọng, tánh chẳng đổi khác, tánh bình đẳng, tánh ly sanh, pháp định, pháp trụ, thật tế, cảnh giới hư không, cảnh giới bất tư nghỉ, của vô minh có thể hành bát nhã ba la mật đa chăng, không thiện hiện. Bạch Thế Tôn, có phải lìa chân như pháp giới, pháp tánh, tánh chẳng hư vọng, tánh chẳng đổi khác, tánh bình đẳng, tánh ly sanh, pháp định, pháp trụ, thật tế, cảnh giới hư không, cảnh giới bất tư nghỉ của vô minh, có thể hành bát nhã ba la mật đa chăng, không thiện hiện. Bạch Thế Tôn, có phải ngay chân như pháp giới, pháp tánh, tánh chẳng hư vọng, tánh chẳng đổi khác, tánh bình đẳng, tánh ly sanh, pháp định, pháp trụ, thật tế, cảnh giới hư không, cảnh giới bất tư nghỉ của hành thức, danh sắc, lục xứ, xúc thọ, ái thủ hữu, sanh lão tử, có thể hành bát nhã ba la mật đa chăng, không thiện hiện. Bạch Thế Tôn, có phải lìa chân như pháp giới, pháp tánh, tánh chẳng hư vọng, tánh chẳng đổi khác, tánh bình đẳng, tánh ly sanh, pháp định, pháp trụ, thật tế, cảnh giới hư không, cảnh giới bất tư nghỉ, của hành thức, danh sắc, lục xứ, xúc thọ, ái, thủ hữu, sanh lão tử, có thể hành bát nhã ba la mật đa chăng, không thiện hiện. Bạch Thế Tôn, có phải ngay chân như pháp giới, pháp tánh, tánh chẳng hư vọng, tánh chẳng đổi khác, tánh bình đẳng, tánh ly sanh, pháp định, pháp trụ, thật tế, cảnh giới hư không, cảnh giới bất tư nghỉ, của bố thí ba la mật đa, có thể hành bát nhã ba la mật đa chăng, không thiện hiện. Bạch Thế Tôn, có phải lìa chân như pháp giới, pháp tánh, tánh chẳng hư vọng, tánh chẳng đổi khác, tánh bình đẳng, tánh ly sanh, pháp định, pháp trụ, thật tế, cảnh giới hư không, cảnh giới bất tư nghỉ, của bố thí ba la mật đa, có thể hành bát nhã ba la mật đa chăng, không thiện hiện. Bạch Thế Tôn, có phải ngay chân như pháp giới, pháp tánh, tánh chẳng hư vọng, tánh chẳng đổi khác, tánh bình đẳng, tánh ly sanh, pháp định, pháp trụ, thật tế, cảnh giới hư không, cảnh giới bất tư nghỉ của tịnh giới an nhẫn, tinh tấn tịnh lự, bát nhã ba la mật đa, có thể hành bát nhã ba la mật đa chăng, không thiện hiện. Bạch Thế Tôn, có phải lìa chân như pháp giới, pháp tánh, tánh chẳng hư vọng, tánh chẳng đổi khác, tánh bình đẳng, tánh ly sanh, pháp định, pháp trụ, thật tế, cảnh giới hư không, cảnh giới bất tư nghỉ, của tịnh giới an nhẫn, tinh tấn, tịnh lự, bát nhã ba la mật đa, có thể hành bát nhã ba la mật đa chăng, không thiện hiện. Bạch Thế Tôn, có phải ngay chân như pháp giới, pháp tánh, tánh chẳng hư vọng, tánh chẳng đổi khác, tánh bình đẳng, tánh ly sanh, pháp định, pháp trụ, thật tế, cảnh giới hư không, cảnh giới bất tư nghỉ, của pháp không nội, có thể hành bát nhã ba la mật đa chăng, không thiện hiện. Bạch Thế Tôn, có phải lìa chân như pháp giới, pháp tánh, tánh chẳng hư vọng, tánh chẳng đổi khác, tánh bình đẳng, tánh ly sanh, pháp định, pháp trụ, thật tế, cảnh giới hư không, cảnh giới bất tư nghỉ của pháp không nội, có thể hành bát nhã ba la mật đa chăng,
không thiện hiện. Bạch Thế Tôn, có phải ngay chân như pháp giới, pháp tánh, tánh chẳng hư vọng, tánh chẳng đổi khác, tánh bình đẳng, tánh ly sanh, pháp định, pháp trụ, thật tế, cảnh giới hư không, cảnh giới bất tư nghì, của pháp không ngoại, pháp không nội ngoại, pháp không không, pháp không lớn, pháp không thắng nghĩa, pháp không hữu vi, pháp không vô vi, pháp không rốt ráo, pháp không không biên giới, pháp không tản mạn, pháp không không đổi khác, pháp không bản tánh, pháp không tự tướng, pháp không cộng tướng, pháp không tất cả pháp, pháp không chẳng thể nắm bắt được, pháp không không tánh, pháp không tự tánh, pháp không không tánh tự tánh, có thể hành bát nhã ba la mật đa chăng, không thiện hiện. Bạch Thế Tôn, có phải lìa chân như pháp giới, pháp tánh, tánh chẳng hư vọng, tánh chẳng đổi khác, tánh bình đẳng, tánh ly sanh, pháp định, pháp trụ, thật tế, cảnh giới hư không, cảnh giới bất tư nghì, của pháp không ngoại, pháp không nội ngoại, pháp không không, pháp không lớn, pháp không thắng nghĩa, pháp không hữu vi, pháp không vô vi, pháp không rốt ráo, pháp không không biên giới, pháp không tản mạn, pháp không không đổi khác, pháp không bản tánh, pháp không tự tướng, pháp không cộng tướng, pháp không tất cả pháp, pháp không chẳng thể nắm bắt được, pháp không không tánh, pháp không tự tánh, pháp không không tánh tự tánh, có thể hành bát nhã ba la mật đa chăng, không thiện hiện. Bạch Thế Tôn, có phải ngay chân như pháp giới, pháp tánh, tánh chẳng hư vọng, tánh chẳng đổi khác, tánh bình đẳng, tánh ly sanh, pháp định, pháp trụ, thật tế, cảnh giới hư không, cảnh giới bất tư nghỉ, của thánh đế khổ, có thể hành bát nhã ba la mật đa chăng, không thiện hiện. Bạch Thế Tôn, có phải lìa chân như pháp giới, pháp tánh, tánh chẳng hư vọng, tánh chẳng đổi khác, tánh bình đẳng, tánh ly sanh, pháp định, pháp trụ, thật tế, cảnh giới hư không, cảnh giới bất tư nghì của thánh đế khổ, có thể hành bát nhã ba la mật đa chăng, không thiện hiện. Bạch Thế Tôn, có phải ngay chân như pháp giới, pháp tánh, tánh chẳng hư vọng, tánh chẳng đổi khác, tánh bình đẳng, tánh ly sanh, pháp định, pháp trụ, thật tế, cảnh giới hư không, cảnh giới bất tư nghì của thánh đế tập diệt đạo, có thể hành bát nhã ba la mật đa chăng, không thiện hiện. Bạch Thế Tôn, có phải lìa chân như pháp giới, pháp tánh, tánh chẳng hư vọng, tánh chẳng đổi khác, tánh bình đẳng, tánh ly sanh, pháp định, pháp trụ, thật tế, cảnh giới hư không, cảnh giới bất tư nghỉ, của thánh đế tập diệt đạo, có thể hành bát nhã ba la mật đa chăng, không thiện hiện. Bạch Thế Tôn, có phải ngay chân như pháp giới, pháp tánh, tánh chẳng hư vọng, tánh chẳng đổi khác, tánh bình đẳng, tánh ly sanh, pháp định, pháp trụ, thật tế, cảnh giới hư không, cảnh giới bất tư nghì của bốn tịnh lự, có thể hành bát nhã ba la mật đa chăng, không thiện hiện. Bạch Thế Tôn, có phải lìa chân như pháp giới, pháp tánh, tánh chẳng hư vọng, tánh chẳng đổi khác, tánh bình đẳng, tánh ly sanh, pháp định, pháp trụ, thật tế, cảnh giới hư không, cảnh giới bất tư nghì của bốn tịnh lự, có thể hành bát nhã ba la mật đa chăng, không thiện hiện. Bạch Thế Tôn, có phải ngay chân như pháp giới, pháp tánh, tánh chẳng hư vọng, tánh chẳng đổi khác, tánh bình đẳng, tánh ly sanh, pháp định, pháp trụ, thật tế, cảnh giới hư không, cảnh giới bất tư nghỉ, của bốn vô lượng, bốn định vô sắc, có thể hành bát nhã ba la mật đa chăng, không thiện hiện. Bạch Thế Tôn, có phải lìa chân như pháp giới, pháp tánh, tánh chẳng hư vọng, tánh chẳng đổi khác, tánh bình đẳng, tánh ly sanh, pháp định, pháp trụ, thật tế, cảnh giới hư không, cảnh giới bất tư nghỉ, của bốn vô lượng, bốn định vô sắc, có thể hành bát nhã ba la mật đa chăng, không thiện hiện. Bạch Thế Tôn, có phải ngay chân như pháp giới, pháp tánh, tánh chẳng hư vọng, tánh chẳng đổi khác, tánh bình đẳng, tánh ly sanh, pháp định, pháp trụ, thật tế, cảnh giới hư không, cảnh giới bất tư nghỉ của tám giải thoát, có thể hành bát nhã ba la mật đa chăng, không thiện hiện. Bạch Thế Tôn, có phải lìa chân như pháp giới, pháp tánh, tánh chẳng hư vọng, tánh chẳng đổi khác, tánh bình đẳng, tánh ly sanh, pháp định, pháp trụ, thật tế, cảnh giới hư không, cảnh giới bất tư nghì, của tám giải thoát, có thể hành bát nhã ba la mật đa chăng, không thiện hiện. Bạch Thế Tôn, có phải ngay chân như pháp giới, pháp tánh, tánh chẳng hư vọng, tánh chẳng đổi khác, tánh bình đẳng, tánh ly sanh, pháp định, pháp trụ, thật tế, cảnh giới hư không, cảnh giới bất tư nghỉ, của tám thắng xứ, chín định thứ đệ, mười biến xứ, có thể hành bát nhã ba la mật đa chăng, không thiện hiện. Bạch Thế Tôn, có phải lìa chân như pháp giới, pháp tánh, tánh chẳng hư vọng, tánh chẳng đổi khác, tánh bình đẳng, tánh ly sanh, pháp định, pháp trụ, thật tế, cảnh giới hư không, cảnh giới bất tư nghỉ của tám thắng xứ, chín định thứ đệ, mười biến xứ, có thể hành bát nhã ba la mật đa chăng, không thiện hiện.
Bạch Thế Tôn, có phải ngay chân như pháp giới, pháp tánh, tánh chẳng hư vọng, tánh chẳng đổi khác, tánh bình đẳng, tánh ly sanh, pháp định, pháp trụ, thật tế, cảnh giới hư không, cảnh giới bất tư nghì của bốn niệm trụ, có thể hành bát nhã ba la mật đa chăng, không thiện hiện? Bạch Thế Tôn, có phải lìa chân như pháp giới, pháp tánh, tánh chẳng hư vọng, tánh chẳng đổi khác, tánh bình đẳng, tánh ly sanh, pháp định, pháp trụ, thật tế, cảnh giới hư không, cảnh giới bất tư nghì của bốn niệm trụ, có thể hành bát nhã ba la mật đa chăng, không thiện hiện? Bạch Thế Tôn, có phải ngay chân như pháp giới, pháp tánh, tánh chẳng hư vọng, tánh chẳng đổi khác, tánh bình đẳng, tánh ly sanh, pháp định, pháp trụ, thật tế, cảnh giới hư không, cảnh giới bất tư nghì của bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn, năm lực, bảy chi đẳng giác, tám chi thánh đạo, có thể hành bát nhã ba la mật đa chăng, không thiện hiện? Bạch Thế Tôn, có phải lìa chân như pháp giới, pháp tánh, tánh chẳng hư vọng, tánh chẳng đổi khác, tánh bình đẳng, tánh ly sanh, pháp định, pháp trụ, thật tế, cảnh giới hư không, cảnh giới bất tư nghì của bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn, năm lực, bảy chi đẳng giác, tám chi thánh đạo, có thể hành bát nhã ba la mật đa chăng, không thiện hiện? Bạch Thế Tôn, có phải ngay chân như pháp giới, pháp tánh, tánh chẳng hư vọng, tánh chẳng đổi khác, tánh bình đẳng, tánh ly sanh, pháp định, pháp trụ, thật tế, cảnh giới hư không, cảnh giới bất tư nghì của pháp môn giải thoát không, có thể hành bát nhã ba la mật đa chăng, không thiện hiện? Bạch Thế Tôn, có phải lìa chân như pháp giới, pháp tánh, tánh chẳng hư vọng, tánh chẳng đổi khác, tánh bình đẳng, tánh ly sanh, pháp định, pháp trụ, thật tế, cảnh giới hư không, cảnh giới bất tư nghì của pháp môn giải thoát không, có thể hành bát nhã ba la mật đa chăng, không thiện hiện? Bạch Thế Tôn, có phải ngay chân như pháp giới, pháp tánh, tánh chẳng hư vọng, tánh chẳng đổi khác, tánh bình đẳng, tánh ly sanh, pháp định, pháp trụ, thật tế, cảnh giới hư không, cảnh giới bất tư nghì của pháp môn giải thoát vô tướng vô nguyện, có thể hành bát nhã ba la mật đa chăng, không thiện hiện? Bạch Thế Tôn, có phải lìa chân như pháp giới, pháp tánh, tánh chẳng hư vọng, tánh chẳng đổi khác, tánh bình đẳng, tánh ly sanh, pháp định, pháp trụ, thật tế, cảnh giới hư không, cảnh giới bất tư nghì của pháp môn giải thoát vô tướng vô nguyện, có thể hành bát nhã ba la mật đa chăng, không thiện hiện? Bạch Thế Tôn, có phải ngay chân như pháp giới, pháp tánh, tánh chẳng hư vọng, tánh chẳng đổi khác, tánh bình đẳng, tánh ly sanh, pháp định, pháp trụ, thật tế, cảnh giới hư không, cảnh giới bất tư nghì của bậc cực hỷ, có thể hành bát nhã ba la mật đa chăng, không thiện hiện? Bạch Thế Tôn, có phải lìa chân như pháp giới, pháp tánh, tánh chẳng hư vọng, tánh chẳng đổi khác, tánh bình đẳng, tánh ly sanh, pháp định, pháp trụ, thật tế, cảnh giới hư không, cảnh giới bất tư nghì của bậc cực hỷ, có thể hành bát nhã ba la mật đa chăng, không thiện hiện? Bạch Thế Tôn, có phải ngay chân như pháp giới, pháp tánh, tánh chẳng hư vọng, tánh chẳng đổi khác, tánh bình đẳng, tánh ly sanh, pháp định, pháp trụ, thật tế, cảnh giới hư không, cảnh giới bất tư nghì của bậc ly cấu, bậc phát quang, bậc diệm tuệ, bậc cực nan thắng, bậc hiện tiền, bậc viễn hành, bậc bất động, bậc thiện tuệ, bậc pháp vân, có thể hành bát nhã ba la mật đa chăng, không thiện hiện? Bạch Thế Tôn, có phải lìa chân như pháp giới, pháp tánh, tánh chẳng hư vọng, tánh chẳng đổi khác, tánh bình đẳng, tánh ly sanh, pháp định, pháp trụ, thật tế, cảnh giới hư không, cảnh giới bất tư nghì của bậc ly cấu, bậc phát quang, bậc diệm tuệ, bậc cực nan thắng, bậc hiện tiền, bậc viễn hành, bậc bất động, bậc thiện tuệ, bậc pháp vân, có thể hành bát nhã ba la mật đa chăng, không thiện hiện? Bạch Thế Tôn, có phải ngay chân như pháp giới, pháp tánh, tánh chẳng hư vọng, tánh chẳng đổi khác, tánh bình đẳng, tánh ly sanh, pháp định, pháp trụ, thật tế, cảnh giới hư không, cảnh giới bất tư nghì của năm loại mắt, có thể hành bát nhã ba la mật đa chăng, không thiện hiện? Bạch Thế Tôn, có phải lìa chân như pháp giới, pháp tánh, tánh chẳng hư vọng, tánh chẳng đổi khác, tánh bình đẳng, tánh ly sanh, pháp định, pháp trụ, thật tế, cảnh giới hư không, cảnh giới bất tư nghì của năm loại mắt, có thể hành bát nhã ba la mật đa chăng, không thiện hiện? Bạch Thế Tôn, có phải ngay chân như pháp giới, pháp tánh, tánh chẳng hư vọng, tánh chẳng đổi khác, tánh bình đẳng, tánh ly sanh, pháp định, pháp trụ, thật tế, cảnh giới hư không, cảnh giới bất tư nghì của sáu phép thần thông, có thể hành bát nhã ba la mật đa chăng, không thiện hiện? Bạch Thế Tôn, có phải lìa chân như pháp giới, pháp tánh, tánh chẳng hư vọng, tánh chẳng đổi khác, tánh bình đẳng, tánh ly sanh, pháp định, pháp trụ, thật tế, cảnh giới hư không, cảnh giới bất tư nghì của sáu phép thần thông, có thể hành bát nhã ba la mật đa chăng, không thiện hiện?
Bạch Thế Tôn, có phải ngay chân như pháp giới pháp tánh, tánh chẳng hư vọng, tánh chẳng đổi khác, tánh bình đẳng, tánh ly sanh, pháp định, pháp trụ, thật tế, cảnh giới hư không, cảnh giới bất tư nghỉ của mười lực Phật có thể hành bát nhã ba la mật đa chăng, không thiện hiện? Bạch Thế Tôn, có phải lìa chân như pháp giới pháp tánh, tánh chẳng hư vọng, tánh chẳng đổi khác, tánh bình đẳng, tánh ly sanh, pháp định, pháp trụ, thật tế, cảnh giới hư không, cảnh giới bất tư nghỉ của mười lực Phật có thể hành bát nhã ba la mật đa chăng, không thiện hiện? Bạch Thế Tôn, có phải ngay chân như pháp giới pháp tánh, tánh chẳng hư vọng, tánh chẳng đổi khác, tánh bình đẳng, tánh ly sanh, pháp định, pháp trụ, thật tế, cảnh giới hư không, cảnh giới bất tư nghỉ của bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, 18 pháp Phật bất cộng, có thể hành bát nhã ba la mật đa chăng, không thiện hiện? Bạch Thế Tôn, có phải lìa chân như pháp giới pháp tánh, tánh chẳng hư vọng, tánh chẳng đổi khác, tánh bình đẳng, tánh ly sanh, pháp định, pháp trụ, thật tế, cảnh giới hư không, cảnh giới bất tư nghỉ của bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, 18 pháp Phật bất cộng, có thể hành bát nhã ba la mật đa chăng, không thiện hiện? Bạch Thế Tôn, có phải ngay chân như pháp giới pháp tánh, tánh chẳng hư vọng, tánh chẳng đổi khác, tánh bình đẳng, tánh ly sanh, pháp định, pháp trụ, thật tế, cảnh giới hư không, cảnh giới bất tư nghỉ của pháp không quên mất, có thể hành bát nhã ba la mật đa chăng, không thiện hiện? Bạch Thế Tôn, có phải lìa chân như pháp giới pháp tánh, tánh chẳng hư vọng, tánh chẳng đổi khác, tánh bình đẳng, tánh ly sanh, pháp định, pháp trụ, thật tế, cảnh giới hư không, cảnh giới bất tư nghỉ của pháp không quên mất, có thể hành bát nhã ba la mật đa chăng, không thiện hiện? Bạch Thế Tôn, có phải ngay chân như pháp giới pháp tánh, tánh chẳng hư vọng, tánh chẳng đổi khác, tánh bình đẳng, tánh ly sanh, pháp định, pháp trụ, thật tế, cảnh giới hư không, cảnh giới bất tư nghỉ của tánh luôn luôn xả, có thể hành bát nhã ba la mật đa chăng, không thiện hiện? Bạch Thế Tôn, có phải lìa chân như pháp giới pháp tánh, tánh chẳng hư vọng, tánh chẳng đổi khác, tánh bình đẳng, tánh ly sanh, pháp định, pháp trụ, thật tế, cảnh giới hư không, cảnh giới bất tư nghỉ của tánh luôn luôn xả, có thể hành bát nhã ba la mật đa chăng, không thiện hiện? Bạch Thế Tôn, có phải ngay chân như pháp giới pháp tánh, tánh chẳng hư vọng, tánh chẳng đổi khác, tánh bình đẳng, tánh ly sanh, pháp định, pháp trụ, thật tế, cảnh giới hư không, cảnh giới bất tư nghỉ của trí nhất thiết, có thể hành bát nhã ba la mật đa chăng, không thiện hiện? Bạch Thế Tôn, có phải lìa chân như pháp giới pháp tánh, tánh chẳng hư vọng, tánh chẳng đổi khác, tánh bình đẳng, tánh ly sanh, pháp định, pháp trụ, thật tế, cảnh giới hư không, cảnh giới bất tư nghỉ của trí nhất thiết, có thể hành bát nhã ba la mật đa chăng, không thiện hiện? Bạch Thế Tôn, có phải ngay chân như pháp giới pháp tánh, tánh chẳng hư vọng, tánh chẳng đổi khác, tánh bình đẳng, tánh ly sanh, pháp định, pháp trụ, thật tế, cảnh giới hư không, cảnh giới bất tư nghỉ của trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng, có thể hành bát nhã ba la mật đa chăng, không thiện hiện? Bạch Thế Tôn, có phải lìa chân như pháp giới pháp tánh, tánh chẳng hư vọng, tánh chẳng đổi khác, tánh bình đẳng, tánh ly sanh, pháp định, pháp trụ, thật tế, cảnh giới hư không, cảnh giới bất tư nghỉ của trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng, có thể hành bát nhã ba la mật đa chăng, không thiện hiện? Bạch Thế Tôn, có phải ngay chân như pháp giới pháp tánh, tánh chẳng hư vọng, tánh chẳng đổi khác, tánh bình đẳng, tánh ly sanh, pháp định, pháp trụ, thật tế, cảnh giới hư không, cảnh giới bất tư nghỉ của tất cả pháp môn Đà La Ni, có thể hành bát nhã ba la mật đa chăng, không thiện hiện? Bạch Thế Tôn, có phải lìa chân như pháp giới pháp tánh, tánh chẳng hư vọng, tánh chẳng đổi khác, tánh bình đẳng, tánh ly sanh, pháp định, pháp trụ, thật tế, cảnh giới hư không, cảnh giới bất tư nghỉ của tất cả pháp môn Đà La Ni, có thể hành bát nhã ba la mật đa chăng, không thiện hiện? Bạch Thế Tôn, có phải ngay chân như pháp giới pháp tánh, tánh chẳng hư vọng, tánh chẳng đổi khác, tánh bình đẳng, tánh ly sanh, pháp định, pháp trụ, thật tế, cảnh giới hư không, cảnh giới bất tư nghỉ của tất cả pháp môn Tam Ma Điện, có thể hành bát nhã ba la mật đa chăng, không thiện hiện? Bạch Thế Tôn, có phải lìa chân như pháp giới pháp tánh, tánh chẳng hư vọng, tánh chẳng đổi khác, tánh bình đẳng, tánh ly sanh, pháp định, pháp trụ, thật tế, cảnh giới hư không, cảnh giới bất tư nghỉ của tất cả pháp môn Tam Ma Địa, có thể hành bát nhã ba la mật đa chăng, không thiện hiện?
Bạch Thế Tôn, có phải ngay chân như pháp giới pháp tánh, tánh chẳng hư vọng, tánh chẳng đổi khác, tánh bình đẳng, tánh ly sanh, pháp định, pháp trụ, thật tế, cảnh giới hư không, cảnh giới bất tư nghỉ của quả dự lưu, có thể hành bát nhã ba la mật đa chăng, không thiện hiện? Bạch Thế Tôn, có phải lìa chân như pháp giới pháp tánh, tánh chẳng hư vọng, tánh chẳng đổi khác, tánh bình đẳng, tánh ly sanh, pháp định, pháp trụ, thật tế, cảnh giới hư không, cảnh giới bất tư nghỉ của quả dự lưu, có thể hành bát nhã ba la mật đa chăng, không thiện hiện? Bạch Thế Tôn, có phải ngay chân như pháp giới pháp tánh, tánh chẳng hư vọng, tánh chẳng đổi khác, tánh bình đẳng, tánh ly sanh, pháp định, pháp trụ, thật tế, cảnh giới hư không, cảnh giới bất tư nghỉ của quả Nhất Lai bất hoàn A La Hán, có thể hành bát nhã ba la mật đa chăng, không thiện hiện? Bạch Thế Tôn, có phải lìa chân như pháp giới pháp tánh, tánh chẳng hư vọng, tánh chẳng đổi khác, tánh bình đẳng, tánh ly sanh, pháp định, pháp trụ, thật tế, cảnh giới hư không, cảnh giới bất tư nghỉ của quả Nhất Lai bất hoàn A La Hán, có thể hành bát nhã ba la mật đa chăng, không thiện hiện? Bạch Thế Tôn, có phải ngay chân như pháp giới pháp tánh, tánh chẳng hư vọng, tánh chẳng đổi khác, tánh bình đẳng, tánh ly sanh, pháp định, pháp trụ, thật tế, cảnh giới hư không, cảnh giới bất tư nghỉ của quả vị độc giác, có thể hành bát nhã ba la mật đa chăng, không thiện hiện? Bạch Thế Tôn, có phải lìa chân như pháp giới pháp tánh, tánh chẳng hư vọng, tánh chẳng đổi khác, tánh bình đẳng, tánh ly sanh, pháp định, pháp trụ, thật tế, cảnh giới hư không, cảnh giới bất tư nghỉ của quả vị độc giác, có thể hành bát nhã ba la mật đa chăng, không thiện hiện? Bạch Thế Tôn, có phải ngay chân như pháp giới pháp tánh, tánh chẳng hư vọng, tánh chẳng đổi khác, tánh bình đẳng, tánh ly sanh, pháp định, pháp trụ, thật tế, cảnh giới hư không, cảnh giới bất tư nghỉ của tất cả hạnh đại Bồ Tát, có thể hành bát nhã ba la mật đa chăng, không thiện hiện? Bạch Thế Tôn, có phải lìa chân như pháp giới pháp tánh, tánh chẳng hư vọng, tánh chẳng đổi khác, tánh bình đẳng, tánh ly sanh, pháp định, pháp trụ, thật tế, cảnh giới hư không, cảnh giới bất tư nghỉ của tất cả hạnh đại Bồ Tát, có thể hành bát nhã ba la mật đa chăng, không thiện hiện? Bạch Thế Tôn, có phải ngay chân như pháp giới pháp tánh, tánh chẳng hư vọng, tánh chẳng đổi khác, tánh bình đẳng, tánh ly sanh, pháp định, pháp trụ, thật tế, cảnh giới hư không, cảnh giới bất tư nghỉ của quả vị giác ngộ cao tột của chư Phật, có thể hành bát nhã ba la mật đa chăng, không thiện hiện? Bạch Thế Tôn, có phải lìa chân như pháp giới pháp tánh, tánh chẳng hư vọng, tánh chẳng đổi khác, tánh bình đẳng, tánh ly sanh, pháp định, pháp trụ, thật tế, cảnh giới hư không, cảnh giới bất tư nghỉ của quả vị giác ngộ cao tột của chư Phật, có thể hành bát nhã ba la mật đa chăng, không thiện hiện? Khi ấy cụ thọ thiện hiện bạch Phật, bạch Thế Tôn, nếu các pháp như thế đều chẳng thể hành bát nhã ba la mật đa, thì tại sao đại Bồ Tát có thể hành bát nhã ba la mật đa? Phật bảo thiện hiện, theo ý ông thì sao? Ông có thấy pháp nào có thể hành bát nhã ba la mật đa chăng? Thiện hiện đáp, bạch Thế Tôn, không. Phật bảo thiện hiện, theo ý ông thì sao? Ông có thấy bát nhã ba la mật đa là chỗ sở hành của đại Bồ Tát chăng? Thiện hiện đáp, bạch Thế Tôn, không. Phật bảo thiện hiện, theo ý ông thì sao? Pháp mà ông chẳng thấy là pháp có thể đạt được chăng? Thiện hiện đáp, bạch Thế Tôn, không. Phật bảo thiện hiện, theo ý ông thì sao? Pháp chẳng thể đạt được có sanh diệt chăng? Thiện hiện đáp, bạch Thế Tôn, không. Phật bảo thiện hiện, thật tánh của các pháp như ông đã thấy, tức là vô sanh pháp nhẫn của đại Bồ Tát. Nếu đại Bồ Tát thành tựu vô sanh pháp nhẫn như thế, thì liền được Như Lai ứng chánh đẳng giác thọ ký quả vị giác ngộ cao tột bất thối chuyển. Này thiện hiện, nếu đại Bồ Tát đối với công đức thù thắng của 10 lực Phật, 4 điều không sợ, 4 sự hiểu biết thông suốt, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, 18 pháp Phật bất cộng, vân vân, tinh tấn tu hành, thường không lười mỏi, mà chẳng chứng quả vị giác ngộ cao tột, trí nhất thiết trí, đại thừa diệu trí là điều không có. Vì sao? Thiện hiện, vì đại Bồ Tát ấy nhất định đã đạt được vô sanh pháp nhẫn, cho đến quả vị giác ngộ cao tột đối với pháp đã đạt được không thối không giảm. Cụ thọ thiện hiện lại bạch Phật, bạch Thế Tôn, các đại Bồ Tát nhờ tánh vô sanh của tất cả pháp mà được Phật thọ ký quả vị giác ngộ cao tột bất thối chuyển chăng? Phật dạy, không thiện hiện. Bạch Thế Tôn, các đại Bồ Tát nhờ tánh sanh của tất cả pháp mà được Phật thọ ký quả vị giác ngộ cao tột bất thối chuyển chăng? Không thiện hiện. Bạch Thế Tôn, các đại Bồ Tát
nhờ tánh sanh vô sanh của tất cả pháp mà được Phật thọ ký quả vị giác ngộ cao tột bất thối chuyển chăng không thiện hiện. Bạch Thế Tôn, các đại Bồ Tát nhờ tánh phi sanh phi vô sanh của tất cả pháp mà được Phật thọ ký quả vị giác ngộ cao tột bất thối chuyển chăng không thiện hiện. Khi ấy cụ thọ thiện hiện bạch Phật, bạch Thế Tôn, vì sao đại Bồ Tát được Phật thọ ký quả vị giác ngộ cao tột bất thối chuyển? Phật dạy, này thiện hiện, theo ý ông thì sao? Ông có thấy pháp nào được Phật thọ ký quả vị giác ngộ cao tột bất thối chuyển chăng? Thiện hiện đáp, bạch Thế Tôn, không, con chẳng thấy có pháp nào được Phật thọ ký quả vị giác ngộ cao tột bất thối chuyển, cũng chẳng thấy pháp nào. Đối với quả vị giác ngộ cao tột của Phật có năng chứng, chỗ chứng, lúc chứng và do đây mà chứng, tất cả đều chẳng thể nắm bắt được. Phật dạy, này thiện hiện, đúng vậy, đúng vậy, đúng như ông đã nói. Này thiện hiện, nếu đại Bồ Tát khi đối với tất cả pháp vô sở đắc thì chẳng nghĩ thế này. Ta đối với quả vị giác ngộ cao tột sẽ chứng đắc. Ta dùng pháp ấy mà chứng đắc quả vị giác ngộ cao tột. Ta do pháp này vào lúc đó ở nơi đó mà chứng đắc quả vị giác ngộ cao tột. Vì sao? Này thiện hiện, vì các đại Bồ Tát tu hành sâu sắc bát nhã ba la mật đa, không có tất cả sự phân biệt như thế. Vì sao? Này thiện hiện, vì bát nhã ba la mật đa sâu xa không phân biệt. Hết quyển thứ 336.